chéo xuyên 400. Chéo xuyên ra đây. Rồi rồi rồi. Tức là đây là nó như cái ngoàm nó giữ lại. Đây này, đóng đóng đúng vào giữa này. Đóng xuyên qua. Xuyên qua hai cái này. Thì nó giữ để tránh đổ ngang. Rồi. Ngoàm đấy. Chắc lắm, đây rất nhiều người ta ghép xoay leo nhau như xây gạch. Vâng. Nhưng mà đấy như em nói là cái này ấy thì nên là cái độ chính xác nó phải cao hơn nữa đấy, và để đúng không? Không, người ta chính xác tức là thế nào? Tức là em thấy nó vẫn chưa khít hoàn toàn đấy. À không, người ta phải phải chít đúng không? Đúng. Thậm chí khi vữa vào nó còn to ra. Vâng. Chứ là ý em là cái này ấy, nếu mà có một cái loại keo trong suốt dán vào rồi đấy, chứ còn bây giờ mà mình cứ ấy xong thì sau này không phải sơn như này, chứ cái vữa nó có màu đen ấy, anh buộc phải sơn. Người ta phải ấy, cái là bạn không muốn sơn như này thì vâng, không muốn sơn bề mặt này thì đúng rồi. À thế thì dùng cái loại keo ấy của nó, keo khác à, nó có keo đúng không, dùng vữa xây đó. Đúng rồi, cái này mà nó thay cái này có keo 20 thì nó đắt hơn khoảng bao lần gạch 20. Nếu mà bây giờ gạch 20-20 thì chi phí của nó vào khoảng là từ 550 đến 600 nghìn một mét vuông. Vâng. Chắc xong thì thôi. Rồi rồi. Còn cái này nó đang là 500. À. Đắt hơn từng 10 tí. Đắt hơn từng 10. Và nó rẻ hơn hoặc bằng là từ 20. Tùy khu vực. Có những khu vực thì nhân công nó rẻ thì cái tường 20 nó lại chỉ tầm độ 550 thôi. Nhưng mà cái này lại thi công nhanh hơn. Nhanh hơn và nhanh hơn. Chống nóng hiệu quả. Chống nóng khác. Rồi đấy, 1000 độ này. Hiệu quả chống nóng nó khác đấy. Tức là đấy. Chống nóng, chống cháy và thậm chí là chống thấm đúng không anh? Đúng rồi. Đấy. Không thấm cái này đâu. Tại vì em nhìn thấy những cái này là người ta thay gạch rồi. Đúng rồi. Thì nó so thế nào trong cái gạch? Cái bê tông là nó so thế nào? Đúng rồi, về mặt chi phí thì nó là như thế đúng không? Vâng. Về mặt trọng lượng thì là nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhiều. Nhẹ hơn nhiều. Ví dụ là so với cái tường gạch 10 thì cái tấm này là nó nhẹ đi gấp 4 lần. Vâng. Tường gạch 10 của nó 1 mét vuông của nó tính cả cháp vào nó phải tầm là 2 tạ tư 1 mét vuông. Cái này chỉ có 55 cân. Đấy nha, ngoài thi công ngoài biển này chống mối, chống muối. Muối. Chống muối biển đấy. Ừ. Đó. Thi công rất là dễ. Nó không bị nước muối biển nó phát hủy. Vì gió biển nó có nhiều muối. Đấy, cái này là đây này phủ rồi, nhưng mà đấy cái này nó có một cái